7 thực phẩm nên ăn khi đói giúp giảm cân. Không nên ăn những món ăn giàu tinh bột, đường khi đói mà ưu tiên chọn trứng, táo, đu đủ chín, việt quất hoặc là một nắm hạnh nhân để hỗ trợ giảm cân. Khi bụng đói thì bạn sẽ có nhu cầu ăn nhiều hơn bình thường và muốn ăn những thực phẩm chứa nhiều tinh bột, đường, giàu năng lượng. Nếu chiều chuộng bản thân với những món ăn đó thì bạn sẽ dễ dàng tăng cân. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra những thực phẩm nên ăn khi cảm thấy đói để xoa dịu dạ dày mà vẫn hỗ trợ giảm cân. Thứ nhất là trứng. Trứng là món ăn giàu protein giúp bạn nhanh no lâu. Một quả trứng cung cấp khoảng 72 calo. Trứng được khuyến khích dùng vào buổi sáng hoặc làm bữa phụ thuộc vào lúc buổi tối. Thứ hai là mật ong. Uống một cốc nước ấm pha mật ong vào buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Dưỡng chất trong mật ong có thể tăng cường trao đổi chất, kích thích đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể, ngăn chất béo với tích tụ. Thứ ba là dưa hấu. Dưa hấu sẽ chứa nhiều nước và chất xơ hòa tan giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Ăn dưa hấu khi bụng đói tương đương với việc uống 2 cốc nước đầy. Và cuối cùng là quả việt quất. Việt quất cung cấp ít calo, giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp cho bạn nhanh no, hỗ trợ giảm cân dễ dàng hơn. Đu đủ. Đu đủ giàu papain giúp đốt cháy chất béo, loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, đu đủ còn giàu chất xơ, ít calo, ăn khi bụng đói sẽ mang lại cảm giác no lâu hơn. Táo. Thường xuyên ăn táo rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Táo chứa nhiều nước và chất xơ không hòa tan, có thể ăn 1 đến 2 quả mỗi ngày mà không ảnh hưởng đến cân nặng. Ăn táo khi đói sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Hạnh nhân. Hạnh nhân rất giàu protein và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu. Ăn hạnh nhân còn sẽ góp phần làm tăng cường cơ bắp, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.